Ôi, chào bà con và cả nhà. Bữa nay là em với Trương Chân Cu Đen, hai thằng đi câu cá. Nó là bị cái đen dứt. Câu cá này là giống như là trong bài hát người ta nói vậy đó mọi người. Là dưới sông cá chốt trên bờ Tiều Châu á. Cá gô đâu, cá gô không nổi. Bài hoài cổ á, đây mọi người, cá chốt không. Nãy giờ câu dưới được 4 con cá chốt. Bây giờ là mùa cá chốt luôn á mọi người. Em mà lại chỗ kia ha là có nguyên một đàn cá chốt luôn, cá chốt mà nó nổi mà rồi câu là lên trên mặt nước cái đó, mà cá chỗ đó là cá nhỏ nhỏ không à. Tự nhiên nãy tính câu ở đây là anh em tính câu cá gô chơi, mà nãy giờ toàn dính cá chốt không, tàu lao thiệt, cá chốt đi theo đàn dữ lắm. Trên bờ cá chê đó, trời 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 đó, người nước chảy tính là nó lôi chứ. Trời trời trời. Lôi kìa, lôi kìa. Cần câu sao đó. Nước nó trôi lục bình vô hoài, nó ăn kìa. Cá nhỏ ăn hay gì mọi người? Nhỏ ăn khó dính lắm. Ừ, hát lát cái mà dính nữa. Nó chạy mở nó ra, chạy trong cái chất mà tinh hoa của con dế ra. Rồi cá nó sẽ lợi. Dịu đó, dịu đó, dịu vô, dịu vô. Cái chơi, cái chơi, cái chơi. Má là nghi, nãy giờ thấy ục quá trời ục này. Cái chơi, cái chơi, cái chơi mọi người ơi. Đây, đây là cá chốt. Còn Trương Dân Cô Đen mới câu dính cái chơi nuốt lưỡi luôn hả vậy. Đúng cặc ở ngoài nè. Má sao chạy nổi. Canh rồi, vết từ vết ngoài. Trời, cái chơi bự rồi. Má ngập lụi rồi. Đây, phải lấy cái đen. Ồ, nửa ký đúng luôn. Chắc 5,5 gram đó con. Nửa ký ai cây nữa mày. Bụng lên, bụng lên. Ừ. Nửa ký, nửa ký đúng. Rồi, sau khi anh câu dính được ô cua đen chứ. Nó câu dính con cá chê. Với tụi em câu dính được một đống cá chốt. Đốt lửa nướng tại đây luôn mọi người ơi. Câu lửa lúa. Bây giờ vừa nhậu vừa câu cá luôn. Bây giờ mà tính đường này có thể nó hơi sai sai, còn sớm quá, trời nắng quá mọi người ơi. Hồi nhỏ em hay câu lúa lúa kiểu này vậy nè, bỏ hầu học thằng câu vô lúa lúa nhấp cái nhấp nhấp cái cá gô phóng lên táp đã lắm. Bây giờ nhấp nó giờ nó không có táp. Dương có cá không? Dương có cá không? Nhắm bằng nào cá gô? Cá gô mày? Cá phi hả? Vô mày chắc cá phi không á? Nhắc thử coi coi có cá gô ăn không? Đúng rồi. Nướng đại đi, cá chê không khói. Đây nè. Bữa nay câu xíu có sao hả?
cá ngu dưới trời nó không ăn liền à. Ừ. Nó cháy luôn hàng chứ. Đó đi. Nó cháy đi. Chứ bỏ cái này vô làm gì? Má nó nóng. Rồi nó nóng không? Cái gì? Rồi nó nóng không? À. Nó nóng không? Thôi nổ gạch. Gạch nổ luôn rồi. Chào bạn á. Nổ như bích tới chết bà luôn á. Trời nắng thì câu cá giống như trời đài vậy. Ngay đóng lửa cái đó chứ. Tàn nhẫn với văn đạo thiệt. Nãy bỏ xuống rồi thì nó ăn liền lia lịa vậy đó, cà phê á. Có gì quay phim cho nó nghỉ ăn. Cắm dậy. Coi giờ cho tuần kiếm nó ăn. Đó, như mọi người đã biết thì người ta có thịt không khói. Còn đây là cá chê không khói nè. Cá chê không khói. Đấy, đừng bỏ lên dĩ luôn á, cào mà bỏ nó cục gạch mà chở nó lặt dễ hơn đó cô Đen. Hồi nãy đừng bỏ lên dĩ, cầm mình quay luôn á. Bỏ hai cục đá hai bên quay luôn được rồi. Chỉ ngon vậy. Nhà nước có chốt em nội, ta đâu nước rồi đâu. Đủ má làm tao không để dẫn đâu. Ủa, nãy giờ tao đủ rồi để tao. Thôi nhìn nghe là bà con cô bác. Chứ tao bẻ xuống thôi nghe. Ăn như đây ăn rồi bán hỏng luôn đó. Dốt không nổi. Dốt chân hay, cái nó dốt chứ. Mà vào hết cái. Ừ. Ăn hơn trái hay. Bớt rồi bẻ nè. Đi dốt cái bột luôn trời. Ê, mình để nguyên cái chỗ dốt kìa. Dốt cái chân này. Rồi. Đây bẻ nè. Mày sớt mày, thầy còn sớt mày, không chua. Để đây, họ sẽ làm. Cá chốt. Cá chê, nước. Thôi nổ gạch rồi. Đây. Cá nướng mà. Cái nút rồi. Tao có lấy cái nút đâu, mình đang cái nút đâu mà khủng mày. Đi. Ăn chồng. Sao vậy? Thằng nào hả? Nhậu nhà ngủ đi, rồi tao nhậu trời. Không có gà nhỏ uống gốc nước hết trời. Uống đi lại đi. Đại đi. Uống đi ngủ cũng được, ăn chung uống cá đá ăn chung cũng được. Ờ, rồi ở đây mà cũng có mùi nữa. Trời ơi, cá nướng lúc nào cũng có rủi vậy á. Cá nướng là rủi lại à. Mấy này mấy cái chen nó bự vậy. Má cái chen. Rác nội ơi. Nó là hầm rồi, hầm thuốc bắc đúng bà luôn. Mày là mày có bị rác không? Có ăn có sao không? Không có sao. Không, có mày có bị rác thì chỉ mày nè. Ừ, hết rác quá không? Không, bự chút nghe cỡ 1 ký. Mày đem đi hấp tỏi á. Ừ, mấy ngon. Hấp tỏi nha, mà mày ăn hết con rác đó. Mình gà lát. Cặp giò mày đang ăn nha, mà treo trên ngay cửa nhà đó. Ăn hết con gạt thôi rồi lấy cặp giò xuống mới làm gì không? Gãi. Gãi tiếp chứ gãi ta gãi không bằng đâu. Lấy cặp giò gãi tiếp. Chơi lắc giới, có lắc giới mẹ đi. Ông kia bắt hang nướng con rắn thiệt khét ai hu luôn à. Bây giờ cục hang vậy đó. Gãi rồi. Bắt chú tâm mà nghe lắm thiệt tưởng chị lát á. Cái đầu thôi không? Cái nát, kêu bắt ông bóp nát cái chân ông kêu nghiền nát kỹ à. Cái bắt cái ghế đậu cao cao lên đó. Tự mình lấy dưới mình tự nghĩ thôi là dưới là chét lên phải không? Thấy rồi chét lên đó. Không mà đậu mẹ cái cao quá gió không tới rồi lắc giới. Cái đồ mạng gắn bỏ luôn sao vậy? Bỏ lồn chứ. Ờ xà bột hồi trước mình tới đây rồi. Cũng hồi đó bả giặt bây giờ nè. Như tuổi ta. 60 64 63 64 mẹ nhìn đâu trời mắt bị mới đây hết thấy đường rồi. Tao nhớ mày mại thôi chứ tao không biết. Rồi vậy uống cái con ly luôn bác bác 10 đây. Uống chút xíu thôi. Xong chưa hết đi. Cái ngày bà mất cái tao với thằng hồi đó đi bằng tàu mà. Tại vô anh này nè. Bà hấp hối á. Hai tao đón tàu đi ngoài là Kiên Giang mà. Đi ngoài Nhân An mà, hai tao đón tàu. Đi với thằng Trung. Đi ngoài lặng cho là cô thằng này hay. Vừa sổ. Về thì
là ba lụm nghe bữa 24 luôn đó, năm rồi mới mà năm rồi 24 tháng 12 đó, 24 tháng 2 năm rồi mày cái đám mày quên hả? Mày nhà em dỗ đó mày nhớ không? Mày đưa cái máy này đưa cái điện thoại này cho tao quay điện quay đó, đem tiền cho bà Hiền chứ. Phải cho quà nè, tặng quà. Có cho tiền nữa 200.000 chi. Ừ. Có rồi có anh vũ ở trên gì vậy? Rồi, để anh vũ trên. Rồi có phần đặc biệt chứ này nha. Thanh đồng. Cá chơi ngon á. Mở thôi mà trời. Con mập á, mập trên. Con mập lù à. À nãy giờ còn câu. Muốn câu với biết gì không? Bên cái xuồng đi chạy mấy cái hối á. Bơi cái xuồng là mấy hối cầu. Ông có ông không tầng nữa có được không? Ông không, đâu. Ở tại chỗ đó ục khó, đó là ục. Minh Hưng cái gì cái xấu gì đó, ục cái dầu coi vậy đó, y chang vậy đó. Cái chơi ục. Ừ, cái dầu ngoài. À chỗ nào? Ngoài sông cái à. Sông mình nè, cái đường sông này đi xuống chút xíu à. Khúc đúng đi qua chỗ hút ông bảy chút xíu. Để tầm 100 m. Bảy Hòa đi xuống chỗ ông bảy xuống cái tầng tầm 100 m. Bảy Gòn á, Bảy Hòa. Bảy Hòa là Bảy Gòn á, Bảy Gòn á. Tâm này gương gạo sạch này. Vậy là ở chỗ là Chí Công này. Ai gần Chí Công này. Qua Chí Công hai cái nhà tới. Thôi gần Chí Công kế bên. Qua Chí Công hai cái nhà. Rồi. Không phải gần Chí Công. Cứ Chí Công. Chỉ tới Chí Công là nhà Ba Sơn. Nhà Vũ biết không? Cứ gần Vũ không? Người tới nhà Vũ, nhà Ba Sơn. Đất Ba Sơn ở chỗ cái hạ. Nhà Vũ đi qua, không mày Vũ đi qua nhà tới. Hai cái nhà tới. Hùng Vũ. Vũ là nhà đó. Nhà số đầu tiên. Nhà ông Khởi đúng rồi, nhà ông Khởi. Cá nhà chứ. Phải nhà phải. Cái nhà mà. Ừ tao để tao. Mày mày tao một khóa. Vậy là chỗ đen, nhà. Mày đen khóa đen. Là đóng cửa phải không? Đâu trắng mà đen gì. Phải không? Coi nhà đóng cửa mà không ai ở phải không? Đi trên bờ đâu có nhà đâu đó nhà. Xong mà có nhà nào đâu? Không phải nhà đóng cửa đi qua đúng nhà đóng cửa. Đi hút nhà đóng cửa một xíu. Mày qua nhà tao được. Quay xem. Chóp ngon. Ăn rồi mắm ngon lắm. Ăn rồi sống được ăn đi. Ở đây bước rồi đó mấy bước rồi. Nghỉ dâu sống cho em. Thì bữa đại gì thôi, ba mẹ em tóm rồi. Dao này có ai đái vậy? Nghe chung cái dốc rồi. Để rồi nghe chung. Ăn tao bứng rồi. Ừ, phân gom chút thì lại đó kìa. Ừ, chút tao hốt bọc rồi. Bọc gì? Mày thấy cỡ không? Cao. Ủ cái gì? Ủ gốc. Nhìn nó ngon mà nhớ. Cào gì nhìn nó ngon nè. Phải đúng rồi, phân đó tối rồi mày thấy mày cỡ cỡ có bây giờ nó xanh bước rồi. Lá thì nó lái trong mặt con trời. Trước ngày là tao tưới nước, cứ nước cơ á. Ngày là tao tưới. Đúng rồi lúc trước vậy nó cằn cổi nó cao nó hiểu người ta là để tao hốc mấy phần ra một phần đắp mà cái nào không đủ bỏ nó ra tới biết kêu là tao không đủ luôn á phải mua ngoài nữa tại cái ớt đó, hồi đó là nó bị là nó bị cằn rồi nó cao rồi nó vượt lên thôi chứ nó không có xum xê như cái ớt tao vậy đắp phân một cái trái mày coi ớt kia nè trái xum xê luôn kìa chút là bởi mấy giờ tao mấy giờ 3 giờ mấy phút à? 3 rưỡi. 3 rưỡi nhậu xong rồi đi câu được coi nè. Ừ. Chiều tao có chơi im lắm. Ê chút chút lại trùng mày. Con giống nè, kiến giống là mệt. Còn có chỗ có cái này nè. Ừ. Cứ nhấp lên kìa. Đầy cứt rồi. Nhấp. Ờ. Trùng trùng hổ á. Hổ kiếm dễ lắm giờ không phải gì đó đâu mà. Gì ở bên nhà tao còn nhấp. Ở đây trùng bự lắm. Đây bự hơn chiếc đũa. Đây trùng nhấp cái trùng đầy. Trùng hổ quá, trùng hổ câu cái chơi đó. Trùng xem nhiều lắm. Trùng hổ biết lại khúc nào hồi đó lại khúc nào con ngón út luôn á đặng nghiệp á trùng xiêm á út chỗ nhá. Cái nền màu qua chỗ đất sinh đó trùng hổ thấy ớn mẹ ừ nó ghê ghê thôi cái khu đó là đi ra không ăn trời đào đồng quả cái này con không ăn trời bỏ vậy bậy bạ bỏ mỡ mày được dễ bỏ chứ chưa ra ăn thôi em già chị ạ chút gì ta bỏ đủ mấy tiền ta lập cái sạch bon bỏ làm cái đó mà làm cái gì đây muốn ớt canh chứ gì ớt canh thì thế gì mày sẽ lẹ trời ngon lắm ớt tại vì nó quậy bột ngọt vô đường, bột ngọt nhiều thì nó quậy mà nó lên bọt thôi đường nữa đường nữa ừ. Màu xanh nó là nó lên bọt cái nó quậy như quậy đánh hoài luôn cho nó ra xiên mà đánh á nó đâu biết gì đâu mà nó làm nó nặng vô cái xong rồi thường là giữ ăn đúng rồi đám lại nó ăn nó nặng vô cái xong rồi đó tao ăn chứ nó đâu có quậy đâu rau này rau ngon nè à. Cái bệnh nè chua ho rau chấm mức tương nó canh nó ngon nó còn chua ừ.
lá này đè nào tao rớt bỏ vô thơm đâu canh chua mà sắc này bỏ vô cái này rồi tao ăn trúng cái ăn được không ăn tao ăn cái mùi tao thì không hợp thiệt bởi vì mỗi người mỗi ý chén này sao làm hai chén một chén đúng không chén chấm cá này chén rau bên kia anh tao kia cái thằng này đó cái mưa này xích này nè qua nhà quy cái em bước tới sắc nó mà lớn lớn cái con cá cho ngon chứ mày đẩy đâu không đâu cỡ là một ký rồi đó không dưới à cân ký á mày lớn lớn đồ của mẹ á không làm chỗ nẻ cá ục dữ vậy trời mày là miếng cầu miếng cầu cái chốt chốt là miếng cầu chút mẹ phải cầu chốt ngon lắm nội ơi ngon nước ngon hát thèm chốt không gài mà trời tao câu lưới không có cá bự không á còn chỗ ở ngoài luôn chỗ chỗ vũ thì cá nhỏ nhỏ mà chỗ bến đò thì cá tí mới lớn không mà nhưng mà nó bày ghê bày bé kinh luôn á cái đó không ngon nhỏ xíu không ngon xíu à cá nó biết làm gì không cá đó là mày cho là ớt rồi ăn á cá nó kéo quá kéo luôn cá dở ớt chết mình nuôi ớt á cho ớt ăn rồi có đó mà thả ta lưới cái trời cho ớt ăn phải mặn ra cho nó ăn lao mặn quạng mất cổ nó chết ngắt đầu lao không biết gì mà ơi xương nó chặt xương bỏ không có chặt ăn được mấy chăn cá là ai mà cho ăn cái chốt mày chăn là khác nhưng nếu mà ớt thả bỏ xương thì mình thái phi lê nó ra ớt thì là chặt cái này nếu mà cá gì đúng không nếu mà ớt mình nó không ăn xương vậy đó mình mua chả cá hắc lát cho nó ăn chả cá hắc lát ở đây bán là đâu ký cái chừng mấy trăm ngàn à chú ơi là tụi em tiền cho tụi em à ờ nó bán ký mấy trăm ngàn đây ăn ký bằng lâu bao ký hết hả à, nó tầm đúng rồi khoảng 200 cái tầm 200 á không dưới đâu chả mua rồi một cái chả à, hai trăm tính trong mình cái 200 thôi ngày cho đang chừng 5 kg được rồi chị tăng hết mẹ đi mua nó ra chợ mua hết mẹ ăn cho sướng ngon hơn đi nuôi hôm qua nó vô ngoại là ăn lã chồng mày ông đặt giớn xong năm quả vậy vô được 5 con nha xào lá nhào ăn luôn con đi theo á lấy hai một chế bỏ đây cái ai kia ông xào lá nhào cậu ba tử á ông ăn lá nhào ăn lá nhào quá ông dứt hết vậy á đầu ra sớt vậy kêu qua ông dứt thì nửa vậy xong mạnh cái đầu ông luôn chứ đầu má tức quá tức ăn hết trơn mồi không ông ăn lá nhào nhiều ông phá lá nhào quá bỏ mẹ tao nói mày nghe tôi xào một dĩa một ba ông lớn là mồi làm cái mua hai cái đuôi heo gì nấu con hồi hầm vậy nè chứ ăn cục nào chứ kia lại nó nhậu hai cái uống cốc nó ăn cục đuôi heo cốc ăn cục đuôi heo là mấy cốc hết trơn đuôi heo hết trơn thật chứ cái hỏi còn nữa không ủa má tức ăn người ta vui ăn cục luôn tống quá nhà nóng mà tức quá cũng làm gì á tống mà không còn biết ngồi dậu nữa bạo luôn á đang hết hỏi hết bưng cái tao hết trơn hỏi còn nữa không má nhậu quán hay là nhậu ở nhà nhà đó mình tức nữa đứa mẹ đi ăn rồi ô mỗi bụng nó mới được nói ơi cái vi không bụng nó làm sao mà em hỏi mày hỏi nó câu ơi má tin tán là vô đầu cái tù đó tức quá tức nóng quá nóng nó hỏi còn nó không nó còn nhà tao còn kìa mà ai ngủ nó nhậu đâu quen thiệt mà ngủ nó nhậu đâu chạy vô nhậu nữa là còn cái dao trong nhà kìa nó chết luôn còn cái dao trong nhà tao kìa ở đây mọi người ăn gì trả lời đó con tao còn cái dao trong nhà tao kìa tao biết ăn được cục đuôi khúc đi lâu rồi lớn tao còn khúc luôn rồi xong còn chậu luôn ăn nghỉ nhậu luôn mày dở gặp tao tao hỏi một câu rồi tao hỏi nó một câu thì nó chắc khó trả lời lắm hỏi gì nó hỏi mày mày phải trả lời trước chứ hỏi mà còn mồi nữa không nó hỏi mồi đó nó nói con ngồi lại cho mày ăn á mình kêu lấy cái tao ăn thôi trả lời nó hỏi mình mà trả lời nó dạ thì biết nhà còn mồi kìa hồi mà anh hồi đó anh học lớp mấy anh nghỉ mình tao thẳng mặt luôn mà mấy bạn ngồi gì không mất bất khổ anh học lớp mấy anh nghỉ tại vì tao quýnh cho mình quan trọng hỏi thẳng luôn á hồi đó anh học lớp mấy anh nghỉ nó ăn quen rồi nên nó nói nằm nếu mà nó nói 12 á câu cổ nè 12 không biết cộng không mà không biết kia mày 12 hai mày câu cổ 12 câu cổ đó cầm nách câu cổ 12 mày tao thục lên mày biết cộng không mày không biết kia vậy hỏi học trình độ lớp mấy chơi là phải chơi như vậy 12 thúc mày vài cái 12 cho mày biết má ngon thật sự quá luôn đó là nhậu kìa nhầm người á thì không phải nhầm người thì ta nhà ăn mồi nhiều nhưng mà ta là người ta mua mồi đúng rồi sao mình lợi mình phải mua lịch sự tôn trọng nhưng mình ăn mồi nhiều đi mình mua mồi cho nên nhậu cũng được đó đúng rồi hết mồi không mua con nào mà nó đi về nó tâm tụ quá thức mẹ nóng bực có trước là ngồi dù có chốt kho nè có xả nè nguyên nổ chốt vậy nè họ tao mới ăn có con hai con à nó uống cốc cái góc nguyên có chốt ngay miệng nó khổ một hết trơn cái nó dài thêm con nữa tao thấy má ăn cốc hai con rồi thấy mặn quá mặn cá kho mà ăn vậy đó hả là mà hỏi nó mặn không nó không mặn đâu hỏi nó mặn không nó ăn được ăn quen rồi ăn quen rồi quen ăn mặn rồi quen mặn rồi nhậu tới giờ đó mình sớm mình gần nhà sớm vừa gặp mấy cụ ba nhìn chạy mất nó là thật luôn nhậu gặp nó là người cuối nhậu tao nghĩ nhậu tao về à nhậu có đủ mấy chưa ăn ngồi hết rồi đi cũng hết mọi hết về đúng như sao vậy
con kiên đâu ta? À, biết cái gì? Nó đi kiếm gì đi. Nó lấy dao nó bụng cá. Dạ đó. À, nó bụng cá. À, ủa cá còn đây này nè. Chết mẹ rồi, nó đập hay quá. Không, đa số này có cá mày. Cá mày, nữa. Thấy chỗ nào cũng gì không mày? Cá nữa, cá nữa mà lại lại à. Hôm qua tao nhậu cũng vậy, tao nhậu bên chậm chậm vậy. Thôi, nhậu bây giờ mà. Nãy giờ quên mời anh em, giờ mời tất cả mọi người anh em mà con bác. Không quay chứ trời. Quay nãy giờ. Chứ mày đâu quay nữa, mày tắt nãy giờ chứ. À, cũng xin chào là tất cả là cô chú anh chị nha. Cái điện thoại là không gài bị hư. Như chú 98 rồi cô Tư rồi với anh Vũ Chí Trinh. Với là anh Thành Thận đồ. Anh Thận ơi, không gài điện thoại em bị hư. Là em mới bữa nay em sắp đi sửa là chắc là khoảng cỡ vài ngày nữa em lấy được, 4-5 ngày nữa em lấy về rồi quên điện Zalo cho em là ok hay là điện Facebook cho em cũng được, không gài điện thoại em bị hư thiệt, xin lỗi ha, dạ xin lỗi là cả nhà. Thôi Quang xin lỗi bị sàm cái chiếc chị chàm gì. Thôi con chào cô chú anh chị nha các bác. Chào nó không gài chắc được cũng điện Zalo mà điện được nè. Không được thôi chứ mình xin lỗi gì không bằng chuyện luôn. Cái ruột ăn được vậy? Cái mổ cái ruột cả luôn không nổi luôn lại không nổi. Được cái tao đẩy ruột ra mà. Ừ, mình kỹ cái chơi. Tao mổ cái ruột cái ruột gặp cái ruột ra phải không? Gặp ruột rồi mổ lấy đồ vô nó ra cũng gì vậy. Mổ không ăn cơ, mổ rồi. Má gì cái chơi cái đá tay lắm trời. Nãy. Ừ. Lên bờ lột lột cái lên bờ giấy lột rồi. Ủa, thấy không? Ai muốn? Cứ làm cậu á. Cái tôi giật lên rồi thấy cái chơi tôi thả nhẹ xuống bị vô bờ, cầm vô. Đúng rồi. Dìu quá. Dìu vô. Gãy. Gãy. Quá cho gãy câu nữa mày sợ nó đứt lưỡi nhợ giục. Đứt lưỡi, sợ đứt nhợ thôi không có giục. Ừ. Rồi muốn nhợ không có đứt đâu. Muốn tận nhà không chịu thuốc không? Thôi thuốc sâu không à? Không, tới ống thu hoạch mà. Không, không mày cứ sợ mày ăn cứ ăn đi. Chết mày là tao chịu đó. Tại vì mày chịu được tao tao chết rồi chịu gì nữa. Chết mày tao chịu chơi chứ không phải. Thôi, chết mày à? Tao chịu. Tao người không có lần nào đâu thuốc mà. Không, gia đình đâu thì trồng rau thì mày đừng có sợ cái thuốc. Không. Ông xịt mấy cái nó bị mà mấy cái bột xích đó. Ông xịt là dầu gió. Thay dầu gió giống xịt. Thay dầu gió xịt chứ không thuốc. Thay dầu gió xịt đó. Giờ bỏ bù nữa. Không xịt ăn cho cái mùi hôi là nó đi rồi lại bỏ có thiệt. Xịt dầu gió luôn á. Tao nói chơi là dầu gió xịt luôn, lộn pha gió luôn. Tao nói là muốn á. Con muốn ăn có con bị con gì sống á, sống con gì. Sáng hả? Ừ. Tại con chó mèo bay ngang á. Chó mèo nó nhảy ăn con muốn á. Mình sáng chó á. Ăn vô cái gì sống nằm sân sân sống thì mổ được luôn á. Gì vậy? Ừ. Bay Facebook coi không biết có không. Thấy Facebook á. Mày thấy cái này. Ba lông chó á. Bay mít lông chó mình ăn vô. Có con nhỏ rất nhỏ đừng có cho nó gần chó mèo quá. Sao con chó con gì già đâu nó nuôi chó này nè. Con viên rồi đó hả? Mới xíu rồi nó chơi giật kiển nè. Mới bò. Nó chơi mèo không đã. Cầm mèo lên cắn luôn. Mấy lần luôn á. Chơi mèo chơi không đã hả? Ừ. Thấy gì đầu thôi. Mà ngày đó mà nhỏ đó. Có đi chơi mèo nó hay trời. Rồi cho luôn, rồi chó luôn vậy, chó nó cắn luôn, đi hình như mèo đó. Thôi thấy bây giờ bốn hôm mình chơi giống ba thằng nãy là chơi cái một thôi. Thôi mình chơi trước đi, tao chơi trước cho tao lại trước rồi. Thôi mày chơi trước đi, không phải là vậy trước. Chơi cùng á, chơi cùng mới lại, chơi cùng á. Tán cái bóp, cái tán bóp cái chuyện gì vòng á. Tao tán này mày tán vòng vòng như đó. Ủa mày tao tán cái kịp thế nghe máu hồng. Giống như cái thời đi học. Tao đi học đó tao nhớ. Tán nghe máu hồng. Cái thời học sinh tiểu học đó. Ví dụ mà quýnh thầy bắt lên quýnh hai thằng quậy phá ở trong trường đó, đầu thầy bắt lên quýnh hai thằng. Bắt hai thằng lên, thằng cuối cho bạc, thằng này quýnh. Thằng kia quýnh ghẹ. Quýnh cái bóp. Thằng đầu tiên á, quýnh cái bóp. Nếu em thằng sao á thì chơi bắt cầu trên mạng em cho cho mẹ quýnh ra gọi e tao quýnh bàn cái nè quýnh hết tay luôn quýnh tay luôn không có dụng nó có xíu xíu mà nghĩ tao này là học cái trường là chấm chạm bên trong á tao học nè chứ cho cười với mày nó không lại nè không thầy lại tao còn nhớ luôn đó tao học lớp hai má mày quay tao đang quýnh trời rồi má đang chạy làm rồi chơi mà học sinh bị quýnh mà ơn với cô tám mà đó giờ bà chưa quýnh cái nào không là cô tám thì giỏi lắm bà giáo viên giỏi đó má bà quýnh dữ lắm bà quýnh tét cây luôn đó tao quýnh đít rồi tao giờ quýnh đít miệng cây quýnh tay cô sao quýnh nó đít cái cây mà cây gì mày thước á thước mà quýnh nó gãy thước con má tao tao học bả mà tao ghét tới giờ luôn tao có học bả mà thước bự thì nó bự lắm cái hồi đó nè hồi đó mình đi học á thì học sinh sợ thầy cô bây giờ thầy cô sợ nhất là học sinh này đúng rồi cái cô sao giờ đâu thương mày đó
dọn nhà đi rồi là nào hết trơn. Có luôn. Xích luôn. Ba đêm mất tiêu. Gòm thằng gòm bật như gòm như á. Gòm á, gòm chơi mới ác. Đứt bụi hù quá có xỉu luôn luôn. Gòm chuyện luôn. Khúc gỗ rất ma, mày sợ ma. Nhà là nó núp trong cái bụi cây á. Nó núp núp như nè, đợi bả đi ngang rồi nó học két bả. Học két bả. Nhà bả chứ đâu? Nhà cái trước cửa nhà bả có bụi cây, bả đi đâu chứ thằng xóm về á. Nó trong bụi cây nó phúng nó hù quá ông quái bả xỉu. Bả bệnh tim bả xỉu, đưa bệnh viện luôn. Chết liệt đó, mời ơi. Nó đi câu cá dạo duyên nhớ nè. Thái đó. Ông ăn gì vậy? Cái bông sen ăn cũng được nè hả? Trời ngã, trời luôn ngã. Bông cũng ăn gì mà coi kìa. Bông súng đà lại. Bông súng chứ bông sen gì quên. Trời ơi. Trời ơi. Dạ, có hình tao nó nha. Trời ơi. Bông súng đây. Cái bông súng cũng ăn được đó trời, ngộ. Bự sao được trời. Bự, ai vậy? Bông súng bự kìa. Cái gì? Hay vậy? Nguyên cho ổng là để ổng xè cái. Bông súng đâu hả? Bông súng hả? Nó ăn ngộ vậy, ăn đập trời. Ăn sao được rồi. Tụi vừa thấy ăn trời. Rồi hồi đó vừa mới thấy từ nhỏ lớn mới thấy vừa bông súng mà ăn được á. Trời mà trấn nắm con nhất. Nè, ông cầm lên cái này ơi, cầm lên nè. Này nó béo nè, này nó béo rồi. Cỡ đó hả? Cái này nè, là thấy ly thông nè, ăn là cái này trấn nắm ngon nhất. Ngon cái đời luôn rồi. Ừ, xỉu luôn. Ăn thì ngộ lạ thường của ông nội ơi. Cái này ăn cũng được nè. Nè chuyện lạ mà nói chung là mày không biết ăn á. Hôm. Hôm. Trời ơi không ai đi 100 ngàn đủ 100 ngàn. Ủa đi 200 ngàn mai đi 200 thôi. Không không ở đây thì nếu mà có gì thì anh em mình khiên tiếp chứ có gì đâu. Tốn 200 chi. Châu kéo ổng. Châu và kiếm con, kiếm khó. Châu và kiếm khó nữa. Châu lúc này làm lấy bông này là nhúng rửa mắm ngon cứ đời. Ngon nhất cái đời luôn hả? đâu thử ông bứt lá ông nhai thôi. Nhai nãy gì gọi chán thử chân ăn trên rồi ăn thì ăn thử cho người ta biết chứng minh đàng hoàng nó. Quay nè bứt cái bông mới ăn cái nó coi. Quay chú lên mà. Trời ơi. Ăn chú lên bóp lưng không coi nè lên bóp luôn lên bắt trộm luôn. Ngon quá. Ngon quá hả? Má có dối lòng không ông nội? Không bao giờ dối. Ăn thiệt nó ăn nó chút nó xỉu vậy nè. Xỉu bình. Xỉu dần tao chưa nhìn xỉu rồi. Rồi gắn ăn nó tranh thủ để em kịp rồi. Thôi chuyện của tao. À, chiều này bắt thở tao qua đây tiếp bài tiếp rồi tốn thêm 200 ngàn nữa không qua. Mớ gì thế mày. Tao qua chạy bàn. Chạy bàn. Chạy bàn á. Chạy bàn ăn mấy ngày. Cái này nhúng chạy bàn. Qua chạy bàn á. Trời phải tiếp. Kìa ông Thái Lý Thông. Ông Út ông nói ông qua chạy bàn tiếp ông kìa. Ba ngày bắt thêm con gà nữa. Trời ơi trời, vậy cho mở cái mã không bắt con gà nó đâu lấy. Đúng rồi, mở cái mã bắt con canh bắt gà nữa, con gà mái phải không? Con gà mini đó bắt không? Gà bự muôn ký mới được. Hay là trước đi, con gà hao. Máy dầu. Thiệt bự. Con gà máy dầu mới được. Gà máy dầu dẫn qua cái mã ba quận. Dẫn qua mã ai? Hai quận cửa ra đã bắt rồi. Má ai ông Út? Má ai? Ăn được phải rồi, tại vì mình không biết má ai. Mà không biết ông đâu có đâu hay là ông thiêu nữa nè. Thiêu hả? Là có đất cơm không? Mà sao ngốc. Ê Thái ơi mày trôn chứ đừng có thiêu nóng lắm. Thuốc. Thì cái xương dục chết bên cá là hết. Không, mà nếu trôn, nếu trôn á là ngọt. Bữa nào thì nó nóng. Coi mấy cái giá. Đúng rồi, trôn thì nó ngọt. Mà là vàng đó không hả? Ngon nhất. Cái bông súng là lại da ăn không nghe, cái bông của cái bông súng là lại da ăn không đó. Ừ. Còn nữa nè. Còn nữa. Còn đây hai bông nữa nè, ăn đây để không kịp nha. Tranh thủ. Ngon mát người lắm. Còn ở đây hai bông nữa nè ăn đi. Ngon để không kịp. Mình lắm. À mát không? Chiều nay nó nghỉ tắm đó. Hỏi e. Sao? Mát còn nghỉ tắm luôn hả? Mát cũng chết rồi tắm gì nữa. Chiều nay mà tiếng mình trên cầu ở đây nghe tùng tùng không qua không tốn tiền. Khỏi con dép nè. Khỏi con dép, khỏi đôi nón luôn. Trời. Mày đốt. Ủa sao đó còn khúc mà không hút cho hết mày chống lãng phí mày. Ủa mà sao mà ông Thái ông hay quấn cái khăn ngay cái cổ ông chi vậy ta? Giống người Thái vậy đó. Còn cái khăn gần quấn cổ là giao liên. Sao? Giao liên là sao ta? Giao liên đi ơi, là gãi tiền đơn rồi đó. Giao liên mạng đó. Cách mạng đó. Giao liên cổ vậy nè. Là cực lắm người ơi đó. Còn cái thằng nào mà quấn sáng ra gì vậy? Giao liên cực lắm. Anh ơi, lấy chồng mà ngồi hơn thấy thằng đuôi. Ngồi đấy còn xin tiền được. Ngồi không đấy. Cùi hơn cái đuôi, tôi thấu bảy, cùi là. Ủa mày mới gọi hả? Cùi, là à, lấy hàng cùi là hơn lấy hàng đuôi. Tôi thấu thấy được. Chẳng biết. Cùi là
xin tiền nuôi vợ nuôi con. Nuôi mò mò thấy còn què gì đâu. Trời ơi, gặp đuôi què nó mò còn dữ hơn đâu. Nữa. Ê, đi rồi là năm rồi là té xuống ở chỗ cái hành đó đó. Tôi hả? Ừ, đi té nhậu xỉn rồi đi té xuống. Bà Kiều bà, đúng bà, à? Bà đi ngang bà thấy bà lâu lên đâu đĩa đeo là mười mấy con bà Kiều bà nói. Thấy đĩa đeo mười mấy con ở chỗ trước nè. Trước khi nó nói sao? Trước khi tao té tao phải ở đưa cái mặt lên. Đĩa ra tao vô đừng cái đĩa đeo cái mặt tao mù á. Nó đứng tròn lên. Sáu cái mặt hả? Sáu cái mặt tiền. Nó đeo tiền nó đeo cái gì? À đĩa đeo chấp nhận cho đĩa đeo luôn. Ấy. Vậy cho bò lên đâu nổi. Cháu hai gì bắt. Rồi hiểu rồi, chắc cái đường đi với ngoại gì. Ông hiểu chú á. Cái té đó nó lấy cái thùng bóp cây đầu. Ai vớt vớt cây đó. Ai vớt cái không vớt cái thôi. Ừ. Nghe vụ mà thằng là sức. Thằng què à. Rồi thằng đuôi mà ba thằng cát đó đi mà đuôi bắt đến cá không nó một cá hay lắm này chứ không ai tốt đâu này cái cô kể ra chơi cũ anh tôi đó là mười xích còn ông đứng què trong đây nè ông đứng què trong đây nè với thằng đuôi đó ba người đi tắt cá một người què một người đuôi với một người gì xích là gì xích mồi tát xong cái chân hai chân kia bò không dính cá lóc mà đuôi bắt dính cá lóc mẹ đuôi mà bắt dính hai người kia dính không nổi dính đâu có gì mới lên được có cái bò mẹ mà chụp mà chỉ dính không nổi dính sầm á đứng chỗ là đâu đi đâu đâu mấy ông kia bò đồng đó chạy xuống cá lên thì nó ngồi ra nó hứng sẵn lúc không biết không biết quất chụp đủ mới dính trời ơi dính xuống là vô trong chùa ông tại lại nó đẩm xuống thấy rồi hai cái tao không dính bằng đuôi bắt dính. cái hang cô biển cỡ thước cưỡi nè chết dính dục thảy lên cô biển là hoàng thấy ơi có lóc thông vô có em đợi nó ngủ ngoài dữ chạy lặn hộp mở cái gầu đó sình không à vậy vừa nướng nó còn đây nè chứ mò cá là mò đó ai ông đuôi hả ừ trời ông ghê vậy mình nó đùng con cá gì trong nó thọc nồng tới được rồi nó bốc cục đất giữa ha nó thục cho hoài nữa nó vừa mò cái chơi ngay chỗ mà cái đấm chạm á mà không thấy đường đâu mò đấm chạm nó gờ nó gờ ra đi ra nó gờ ra đi bán số đó làm đưa tiền giấy viết cho nè gờ nó biết rồi thằng nó gờ dầm lên không thấy mờ mờ thấy đường thấy được cái thấy đường mờ nó mờ mờ đưa như mới thấy nè thấy trần luôn không ổng nếu mà ổng đi là đi mổ là được đó mổ thấy đường đó mổ tại ổng không ghi mổ mổ